Rồi chào mọi người nha. Thì em còn cái đầu Matipa tay ngắn này, này là thiếu cái nắp nhớt, này thiếu nắp nhớt, đây không có xích nha. Chế thì em đang còn. Cái này nó bỏng thôi chứ thực chất là lau xịt ra nó rất là đỏ nha. Con này thì kéo giật thì thấy nó cứng máy thì em bán sát, bán mù nha. Thì thật chất chưa có mở gì hết. Bãi bên Nhật nó về sao cứng ra thì mình để nguyên vậy mình bán chứ không có bung mỏ. Thì cái đầu này em để em xả cho mọi người 380.000 nha, 380.000. Cái này kiểu như mình bán để anh em lấy phụ tùng mà nhiều khi mở ra nó còn ngon, bê tông nó còn ngon á, thì mình kiểm tra xem vì sao nó cứng rồi dọn cũng được đó. Nó có rất là nhiều đồ để lấy nha, ví dụ như cây chế không mình mua riêng thì nó cũng 150 một cái rồi đó. Chưa tính đến chụp giật cục lửa này kia vân vân, may may rất là nhiều thứ rồi. Này để cho 380 nha. Đó. Hàng này bán mù và nó cứng máy nha, đó, nghe cho kỹ, và cũng không có ship code gì hết nha mọi người. Cái này thì mình mua thì mình thanh toán rồi nhắn địa chỉ để em gửi hàng nha, em không ship code nha. Đó. Những con máy mà em bán em không bao gì hết thì nghe vui lòng nghe cho kỹ nha. 380.000 nha.